Chào quý vị và các bạn, mình là Michael. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Michael Tam Nguyễn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý vị về một cái đề tài là những người có visa 188 thử thách trong vòng 2 năm, sau đó sẽ cho trở thành thường trú nhân của Úc. Thì khi qua bên này rồi, con cái rồi được, và chính bản thân quý vị và vợ hoặc chồng là được hết tất cả những cái miễn giảm của nước Úc và có được những cái điều rất là đặc biệt ở nước Úc này nó cho các bạn. Mà có điều là hình như là các bạn đã quên việc học tiếng Anh. Các bạn ơi, cái cơ hội của các bạn tiếp xúc với những người ngoại quốc và tiếp xúc với những người mà nói tiếng Anh đó, nó sẽ tăng lên rất là nhiều cho các bạn nếu các bạn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Và khi mà bạn qua bên này theo cái diện visa như vậy á, thì chính phủ nó cho bạn cái thời gian để đi học tiếng Anh. Nó cho học tiếng Anh miễn phí. Mà nếu mà bạn không đi học, các bạn bỏ mất cơ hội. Và cái thứ hai nữa, ngoài ra học tiếng Anh là còn có một điều mình lưu ý nữa là lái xe. Khi mà các bạn không lái xe, các bạn phụ thuộc vào public transport, mà phụ thuộc vào cái phương tiện công cộng á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến các bạn rất là nhiều. Nhiều khi bạn phụ thuộc vào nó nhiều quá mà bạn đi tới, bạn gặp khách hàng đi trễ, hoặc là những người khách hàng hẹn gặp bạn những cái chỗ vị trí mà bạn không thể nào mà đi bằng xe lửa hoặc xe bus được thì bạn cũng rất là kẹt. Có điều cái xe nó giúp bạn flexible, nó giúp các bạn rất là nhiều thứ, nên bạn cố gắng. Những người mà ở Việt Nam có người lái xe quen rồi đó, qua đây không lái được. Và có những người ở Việt Nam chưa bao giờ lái xe thì qua đây cũng nên học lái xe đi các bạn. Và hãy mua chiếc xe và lái cho nó quen. Trước sau gì mình cũng ở bên này, lo cho gia đình mình, lo cho business của mình và lo cho bản thân và con cái của mình, thì bạn nên tập lái xe bên này đi, cho nó quen. Tìm thầy dạy lái xe kèm riêng. Mọi người cứ nghĩ nó khó, các bạn thấy nó không có khó đâu. Nếu mà các bạn có bằng Việt Nam là một lợi thế. Tập khoảng chừng 5 đến 10 lesson rồi bạn tự tin bằng lái, dùng bằng Việt Nam lái bên này thoải mái, không sao hết. Nhớ là mua xe xong phải đóng bảo hiểm cho nó đàng hoàng. Cái chuyện lái xe nó không có khó đâu. Các bạn cứ nghĩ là không làm được, nhưng mà từ từ lái quen rồi bắt đầu tập lái, rồi tập reverse parking, tập mấy cái vấn đề đó trong lái xe trên city hoặc lái xe những cái chỗ mà khó, thì các bạn tập cho lái xe ngoài freeway, lái ban đêm rồi nữa, nhờ thầy tập là coi như được thôi à. Rồi cái phần quan trọng hơn nữa, quan trọng hơn việc lái xe, nếu mà không học tiếng Anh được á thì nó là một cái trở ngại rất là lớn. Khi bạn đi đâu cũng phải cần người dịch. Nếu mà không có dịch được á thì cơ hội tiếp xúc với khách hàng Tây, cơ hội tìm được những cái bạn hàng và những người nhà cung cấp và tất cả mọi thứ đều là ở nước ngoài, các bạn ở nước Úc, thì cái cơ hội đó nó rất là cao để bạn có thể học hỏi và có thể tiếp xúc được với những người làm ăn ở nước ngoài, ở người Úc bản xứ, hoặc là người đến từ châu Âu, đến từ Mỹ, hoặc là đến từ ngay cả những người châu Á, và có rất là nhiều người Việt Nam. Và nếu bạn chơi trong cái cộng đồng người Việt Nam thì bạn giới hạn cái khả năng thành công của các bạn, giới hạn cái việc tạo ra cái cơ hội để cho các bạn có thể thành công, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Và khi mà các bạn cứ nghĩ đi, tiếp xúc với những người Tây và tạo ra những cái hợp đồng và có liên quan đến những khách hàng người Tây thì cái lợi nhuận của nó rất là cao các bạn, so với những người Việt. Thì bạn thấy đó, người Tây người ta chịu bỏ tiền ra. Nói chung thói quen sử dụng tiền của người Tây nó cũng khác người Việt. Mà thói quen của người Tây á, người ta muốn tiếp xúc với những người gọi là chuyên nghiệp. Thì khi bạn có dịch vụ, bạn có sản phẩm rồi, tốt rồi đó, thì bạn hãy cố gắng là học thêm tiếng Anh nữa. Tiếng Anh nó sẽ giúp bạn mở hết tất cả mọi cánh cửa. Và thứ hai, nếu mà gặp rắc rối gì á, khi mà có tiếng Anh rồi đó, nó cũng giúp bạn giải quyết nó rất là nhanh, thay vì bạn phải nhờ người này dịch, người kia dịch, nó rất là mệt các bạn. Thì mình hôm nay chia sẻ với các bạn thì hai cái chìa khóa đó để giúp cho các bạn mở hết tất cả mọi cánh cửa, đó là lái xe để giúp cho bạn tự tin đi đến đâu cũng được. Nhiều khi bạn có thời gian rảnh, bạn dẫn chở gia đình đi du ngoạn, đi ngắm cảnh ở Melbourne hoặc là Sydney, cũng có những cái núi rất là đẹp, những cái cánh đồng hoặc là có những cái rừng nguyên sinh rất là đẹp, nên các bạn cũng nên đi tham quan đi cho biết. Không lái xe được thì nó cũng rất là trở ngại đó, các bạn phải biết lái xe. Và thứ hai, tiếng Anh. Khi bạn đi chơi như vậy, có được tiếng Anh rồi, bạn đi bạn tiếp xúc với người Tây, bạn nói chuyện với người ta, rồi bạn sẽ thấy được cái người Úc người ta thân thiện như thế nào. Và biết được tiếng Anh thì bạn, cái cơ hội thành công của bạn rất là cao, bạn tiếp xúc khá là nhiều. Tiếng Anh, và nếu mà bạn nào có biết tiếng Hoa nữa, đó là hai ngôn ngữ gọi là money language, là cái ngôn ngữ của tiền bạc đó các bạn. Hai cái này nó sẽ giúp cho bạn thành công hơn rất là nhiều. Và cái visa của bạn á, nếu bạn biết được những cái tiếng Anh và bạn biết được cái tiếng Anh bạn khá lên và bạn tiếp xúc được như vậy, thì coi như là cơ hội làm ăn của bạn, cơ hội đầu tư của bạn, cơ hội kinh doanh của các bạn nó cải thiện rất là nhiều các bạn.
và nó giúp cho các bạn tự tin hòa nhập với lại cái cuộc sống của môi trường ở ở nước Úc này, môi trường đa văn hóa, môi trường mà có rất là nhiều sắc tộc trên thế giới đến đây các bạn. Và khi bạn qua đây thì mình nói thêm một cái ý nữa là bạn hãy nhớ, nó không giống như Việt Nam nữa rồi, qua đây thì gặp người ta phải chào và phải có gì đó thì phải say sorry rồi excuse me, và khi người ta làm gì cho mình thì mình phải nói lời cảm ơn thank you đàng hoàng. Thì mình có tiếp xúc với những anh chị và những cái chú mà mình thấy họ là chủ của doanh nghiệp, nói chung là họ ăn mặc là khá là đẹp, nhưng mà họ vẫn còn cái phong cách gọi là chủ kiểu ở bên Việt Nam á. Khi người ta qua đây người ta vẫn ngồi một chỗ rồi xong rồi người ta rất là thụ động, những người nhân viên người ta không chào họ, họ cũng không có được vui. Cái ở bên này á các bạn, thì văn hóa nhập gia tùy tục, những cái nước ở bên này nó không có tới, nó không có chào bạn đâu. Nói chung là nó chào bạn một hai lần mà bạn không chào nó cũng không thèm chào bạn đâu. Thì gặp thì chào người ta sẽ chào lại thôi. Rồi các bạn nhớ cố gắng học thêm tiếng Anh và học lái xe để cho các bạn phát triển cái nghề nghiệp và cái cơ sở kinh doanh của bạn. Nhiều khi bạn đi gặp khách hàng, bạn đi giao dịch với khách hàng, hoặc là bạn đi muốn kiếm được mấy miếng đất để bạn đầu tư bất động sản mà bạn không biết lái xe, không biết sao mà tới mà coi đất. Mà coi đất bạn cũng không thể nào đi xe bus tới được các bạn, tại đất nguyên cái vùng đó đi cả mấy cây số làm sao bạn đi bộ được. Bạn cũng có thể nói nhờ Uber, nhờ Grab, chỉ có nhờ được vài tháng đầu thôi, những cái tháng sau bạn phải cố gắng bạn tự đi hết các bạn. Tự túc là hạnh phúc. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.